Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube Báo Điện Tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Quân đội Ukraine cho biết, Nga đã phóng một loạt máy bay không người lái UAV, tên lửa đạn đạo và hành trình vào thủ đô Kiev và có thể là các thành phố khác. Đài ABC News dẫn lời quân đội Ukraine cho biết, cuộc tấn công diễn ra vào sáng sớm mùng 2 tháng 9 giờ địa phương. Cụ thể, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, Nga khai hỏa 16 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 14 tên lửa hành trình KH-101, 4 quả đạn từ hệ thống phòng không S-300, S-400, một tên lửa chưa rõ chủng loại và 23 máy bay không người lái UAV tự sát kiểu Sahet 136 131 nhằm vào thủ đô Kiev và khu vực lân cận cũng như tỉnh Sumy và Kharkov. Cơ quan này cũng cho hay lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 20 UAV tự sát, 9 quả đạn Iskander-M và 13 tên lửa KH-101. Một tên lửa KH-101 và 3 UAV cảm tử không đến được mục tiêu, nhiều khả năng đã lạc đường, nhưng không đề cập tới số tên lửa còn lại. Reuters dẫn lời các nhân chứng tại Kiev cho biết, nhiều tiếng nổ đã vang lên trên bầu trời thành phố, trong đó một số xảy ra ở khu vực trung tâm. Một loạt vụ nổ làm rung chuyển thủ đô của Ukraine, khiến người dân phải vào hầm trú bom. Thị trưởng Kiev, Vitaly Klitschko nói rằng, lực lượng khẩn cấp đã được huy động tới các quận Holosovsky và Solomiansky. Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền Kiev, Sergei Poko cho biết, hậu quả của cuộc tấn công tên lửa vào thành phố, nhiều mảnh vỡ rơi xuống các quận Golosevsky, Sviatosinsky, Dniprovsky và Sevchenkovsky. Báo cáo sơ bộ chỉ ra rằng có vụ cháy ô tô và gây thiệt hại cho các cơ sở phi dân cư, ông tuyên bố. Thông tin về thiệt hại và thương vong đang được làm rõ. Người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cảnh báo Kiev sẽ đáp trả. Nga và Ukraine thường xuyên tập kích lãnh thổ của nhau sau khi xung đột bùng phát. Moscow đã tiến hành nhiều cuộc tấn công quy mô lớn trong tuần này, bao gồm vụ phóng hơn 100 tên lửa và 100 UAV nhằm vào các cơ sở năng lượng của Kiev ngày 26 tháng 8. Ngoài tập kích các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương, Nga và Ukraine cũng nhắm vào các khu vực gần biên giới giữa hai nước. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang có những chuyển biến mới khi cả hai bên đều điều chuyển lực lượng để đối phó với các tình huống chiến trường ngày càng phức tạp. Theo Force, Ukraine đã triển khai khẩn cấp lữ đoàn Karadak, một đơn vị tấn công chủ chốt để tăng cường phòng thủ xung quanh Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng ở miền đông nước này. Động thái trên thể hiện sự cần thiết phải bảo vệ Pokrovsk trước các cuộc tấn công liên tiếp của Nga, đặc biệt sau khi các lực lượng Nga bao vây thành công Izyum vào tháng 2 và tiến về Pokrovsk. Lữ đoàn Karadak với khoảng 2.000 binh sĩ đã được chuyển từ vị trí thường trực ở miền nam Ukraine sang mặt trận phía đông nhằm tăng cường khả năng phòng thủ. Được thành lập vào năm 2014 và nhiều lần tái cấu trúc, lữ đoàn này đã tham gia nhiều trận chiến dữ dội vào năm 2022 và được trang bị vũ khí hạng nặng, bao gồm xe tăng T-64. Lữ đoàn Karadak là minh chứng cho sự chuyển đổi của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine từ một lực lượng bán quân sự thành một đơn vị hoạt động gần giống với các lữ đoàn quân đội chính quy. Nga đã giành được một khu định cư rất quan trọng và giành được thêm nhiều vùng đất mới ở khu vực phía đông Donbass, đe dọa các tuyến phòng thủ của Ukraine. Trong khi Nga đẩy mạnh tấn công tại Pokrovsk, Ukraine lại dồn một phần lực lượng cho cuộc tấn công vào khu vực Kursk ở Nga, nằm giáp phía bắc Ukraine. Nhà bình luận người Nga Yevgeny Norin, được Fox trích dẫn, đã lưu ý rằng một số đơn vị Ukraine vẫn ở trạng thái dự bị và chưa được triển khai tối đa cho cuộc chiến ở Pokrovsk. Quyết định phân bổ nguồn lực cho các cuộc tấn công ở Kursk đã đặt ra câu hỏi về ưu tiên chiến lược của Ukraina khi phải đối mặt với nguy cơ làm suy yếu khả năng phòng thủ ở Pokrovsk. Roman Ponomarenko, sĩ quan nữ đoàn đặc biệt số 12 Azov của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraina, đã thẳng thắn nhận định tình hình tại tiền tuyến Donetsk đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông Ponomarenko cho biết, quân đội Nga dù cũng chịu tổn thất vẫn duy trì được lợi thế về số lượng và nguồn cung cấp đạn dược gần như không giới hạn. Cuộc tấn công của họ vẫn tiếp diễn và chúng tôi không thể ngăn chặn vào lúc này, ông nói đồng thời nhận định rằng sự hiện diện của lực lượng Ukraine tại Kursk không phải là lý do chính cho thất bại tại Donetsk. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ chỉ ra rằng hoạt động của lực lượng phòng thủ Ukraine tại Kursk đã gây áp lực lớn lên Nga, buộc Moscow phải tái điều chỉnh chiến lược. Một số nguồn tin cho thấy các đơn vị dự bị của Nga, bao gồm các đơn vị thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới số 15, đã được tái triển khai từ mặt trận Pokrovsk đến Kursk nhằm đối phó với cuộc tấn công của Ukraine. Các nhà phân tích của ISV cho biết thêm, việc Nga điều chuyển một số lực lượng dự bị từ các khu vực có mức độ ưu tiên thấp hơn, chẳng hạn như phía Bắc Kharkov và phía Tây Zaporizhia đến Kursk, thay vì điều động lực lượng từ các mặt trận tấn công quan trọng như Pokrovsk là một sự rủi ro. Cách đây ít hôm, sĩ quan của lữ đoàn đặc nhiệm số 12 Azov thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, Roman Ponomarenko tiết lộ trong một thời gian dài, tình hình ở Donbass được mô tả một cách khéo léo là khó khăn nhưng được kiểm soát. Tuy nhiên giờ đây nó đã mất kiểm soát. Hiện tại có vẻ như mặt trận của chúng tôi ở Donbass đã sụp đổ. Trong khi một nữ y tá phục vụ ở tiền tuyến nói rằng Pokrovsk chỉ còn trụ được vài tuần nữa. Ông Ponomarenko tuyên bố rằng lực lượng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine AFU đang mất tổ chức với quân đội kiệt sức, suy yếu và nhiều đơn vị mất tinh thần. Sĩ quan Ponomarenko viết, Lực lượng tăng viện mà chúng tôi nhận được chủ yếu là Bersify, một từ lóng chỉ những người bị bắt đi lính. Điều này không giúp ích gì. Trên thực tế, nó làm phức tạp các hoạt động chiến đấu của các đơn vị. Mới đây nhất, kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga tiếp tục có thành công lớn nhất theo hướng Pokrovsk khi những mũi xung kích của họ đang ào ạt tiến về phía Kurakove và có tin đồn rằng một mặt trận khốc liệt khác sẽ được tạo ra nếu lực lượng Moscow đạt được những thành công hơn nữa các chuyên gia dự đoán Nga có thể giành được một vùng lãnh thổ rộng lớn theo hướng này. Theo kênh Realdoka, cuộc tấn công của Nga trong vùng Donbass tiếp tục với tốc độ cao và liên tiếp giành được thắng lợi nhỏ nhưng đều đặn. Nỗ lực của Ukraine nhằm giành thế chủ động tại mặt trận Kursk chỉ dẫn đến tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn dự trữ của chính họ tại Donbass do phải dồn quân lên phía Bắc. Tại đây, quân đội Nga đã nhanh chóng xuyên thủng vành đai phòng thủ từ xa trên hướng Pokrovsk đồng thời đâm ra vào chiến tuyến của lực lượng Kiev gần Selidovo. Tình hình của Ukraine nghiêm trọng đến mức có nguy cơ xảy ra sự sụp đổ trên diện rộng. Hơn nữa, nhu cầu sắp xếp lực lượng dự bị khiến quân đội Ukraine AFU gặp phải một vấn đề mới. Thất bại ở Donbass kéo theo một chuỗi dạn nứt tại nhiều khu vực khác dọc chiến tuyến dài hơn 1.000 km. Các lữ đoàn phải ồ rút lui để tái tổ chức và nghỉ ngơi. Những đội hình mới không vội rời khỏi hậu phương. Tất cả điều này đang xảy ra trong bối cảnh giao tranh trên mặt trận Kursk, nơi cuộc tấn công của họ đã bị đình trệ. Tất nhiên, Ukraine vẫn sẽ cố gắng giành thế chủ động, nhưng rất có thể quân đội Nga đang đứng trước một bước ngoặt của toàn bộ cuộc chiến do phòng tuyến Donbas của lực lượng vũ trang Ukraine vỡ vụn từng mảng lớn. Trước đó, ông Pyotr Poroshenko, người giữ chức tổng thống Ukraine từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 5 năm 2019, đã đến thăm thị trấn Pokrovsk cùng một lô thiết bị bay không người lái cho các đơn vị quân đội Ukraine đồn trú tại khu vực này. Cựu Tổng thống Poroshenko nói, Tất nhiên, Kursk rất quan trọng, các hướng khác cũng rất quan trọng, nhưng tôi có thể nói rằng số phận của những tháng này đang được quyết định tại Pokrovsk hôm nay và mọi thứ phụ thuộc vào việc quân đội của chúng ta có được tiếp tế hay không. Đầu tháng này, chính quyền của Tổng thống Ukraine đã điều một lực lượng đặc nhiệm gồm một số tiểu đoàn vượt biên vào tỉnh biên giới Kursk của Nga, với mục đích là buộc Moscow phải đưa quân dự bị đến mặt trận này. Thay vào đó, các lực lượng nga đã tiến mạnh về phía Pokrovsk, một ngã ba đường sắt và đường bộ đóng vai trò then chốt đối với sự hiện diện của Ukraine tại Donbas. Cựu tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko kêu gọi Kiev cần khẩn trương củng cố tiền tuyến ở vùng Donbas, nơi đang thiếu cả công sự và vật tư. Hãng thông tấn TASS của Nga mới đây đưa, đưa tin, Ukraine đã áp đặt lệnh trừng phạt với gần 150 pháp nhân và cá nhân liên quan đến cơ sở hạ tầng hàng không của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã ký một số quyết định trừng phạt mới nhằm thực thi các lệnh trừng phạt của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine. Các lệnh trừng phạt này gồm gần 150 pháp nhân và cá nhân liên quan hoạt động các cơ sở hạ tầng hàng không của Nga. Tổng thống Zelensky cũng cho biết, ông đã ký một gói lệnh trừng phạt khác đối với những người Ukraine ủng hộ Nga, bị chính quyền Ukraine giàn nhãn là những kẻ hợp tác với Nga. Các gói trừng phạt mới vẫn chưa được đăng trên trang web của Tổng thống Ukraine. Xác lệnh Tổng thống mới nhất được đăng trên trang web của ông Zelensky là xác lệnh ngày 30 tháng 8, sa thải tư lệnh không quân Nikolai Oleschuk sau vụ rơi máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất mà các đồng minh phương Tây chuyển giao cho Ukraine. Trước đó vào tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã áp dụng các biện pháp trừng phạt về kinh tế và các biện pháp trừng phạt khác đối với 68 pháp nhân và hai cá nhân. Tờ Ukraine Form dẫn sắc lệnh của Tổng thống Ukraine đã được công bố trên trang web của nguyên thủ quốc gia nước này cho hay. Trong số các pháp nhân bị trừng phạt, có một số cơ quan truyền thông và công ty của Nga. Trong số này có thể kể đến các đơn vị như Zvezda, Petersburg, các tờ báo Ivestia, Moskovsky Komsomolet. Không chỉ Ukraine mà nhiều nước khác cũng đã gia tăng các lệnh trừng phạt lên Moscow liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Vào tháng 7, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters đã công bố các lệnh trừng phạt tiếp theo nhằm vào các cá nhân và thực thể tham gia vào Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Nga và cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc xung đột Ukraine. New Zealand tiếp tục kêu gọi những nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Theo đó, các lệnh trừng phạt mới này bao gồm việc chỉ định 4 cá nhân và 10 tổ chức Nga được cho là có liên quan đến việc chuyển giao vũ khí từ Triều Tiên sang Nga để sử dụng ở Ukraine. Các lệnh trừng phạt này cũng nhắm vào ba cá nhân và hai thực thể Iran, cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Nga thông qua việc sản xuất và cung cấp máy bay không người lái để sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine. Kể từ khi đạo luật trừng phạt Nga có hiệu lực vào tháng 3 năm 2022, New Zealand đã áp đặt lệnh trừng phạt cấm đi lại đối với hơn 1.700 cá nhân và tổ chức có liên quan tới Nga và cuộc xung đột Ukraine.